Chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Vui để cùng tham khảo những thông tin sức khỏe hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết mọi người đều tin rằng chúng ta cần ăn ít nhất 3 bữa mỗi ngày và thường ăn nhẹ để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu cho thấy, nếu nhịn ăn đúng cách, bạn sẽ có được một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, đây là một phương pháp phổ biến để bạn hạn chế tối đa lượng calorie, giúp giảm cân, từ đó sẽ ngăn chặn được một số bệnh lý thường gặp. Vậy cụ thể lợi ích từ việc nhịn ăn mang lại là gì và nhịn ăn như thế nào là đúng cách? Điều này sẽ được giải đáp cụ thể ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, kích thích đốt cháy chất béo. Khi bạn nhịn ăn, cơ thể bạn cần tìm một loại nhiên liệu thay thế và đầu tiên nó bắt đầu cách đốt cháy đường được lưu trữ gọi là glycogen. Khi các cửa hàng glycogen của chúng ta đi xuống, cơ thể chúng ta bắt đầu đốt cháy chất đạm hay protein thành năng lượng gọi là thoái hóa chất đạm và sau cùng chất béo để làm nhiên liệu và sản xuất ketone. Quá trình này cải thiện khả năng cơ thể của bạn để đốt cháy chất béo một cách thường xuyên, được gọi là chất béo thích nghi, là một cá nhân thích nghi với chất béo. Cơ thể bạn sẽ có sự linh hoạt trao đổi chất để dễ dàng chuyển từ đốt cháy đường khi bạn tiêu thụ carbon hydrate trong bữa ăn sáng, đốt cháy chất béo khi bạn ở ngoài bữa ăn. Những người lầm tưởng rằng nhịn ăn sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn, nhưng nghiên cứu cho thấy điều này là sai sự thật. Đó là hạn chế calo lâu dài, nơi bạn vẫn đang ăn nhưng ít calo hơn nhu cầu của cơ thể trong một thời gian dài, làm giảm tốc độ trao đổi chất của bạn. Nhịn ăn thực sự kích thích các hormone đốt cháy chất béo như hormone tăng trưởng của con người, HGH và norepinephrine, giữ cho tốc độ trao đổi chất của bạn được tối ưu hóa. Nghiên cứu cho thấy việc giải phóng hormone đốt cháy chất béo này giúp những người cần giảm cân thực hiện điều đó rất hiệu quả với việc nhịn ăn gián đoạn và kéo dài. Nếu bạn muốn đốt cháy chất béo để làm nhiên liệu hơn, lối sống nhịn ăn là cách lý tưởng. Thứ hai, giảm viêm hiệu quả. Nhịn ăn đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu để làm giảm hoạt động của con đường gây viêm trong cơ thể và số lượng cytokine gây viêm được sản xuất trong cơ thể. Một nghiên cứu thú vị cho thấy việc nhịn ăn không liên tục trong 16 giờ mỗi ngày trong 4 tháng đã tạo ra sự giảm rõ rệt các dòng tế bào thần kinh là các thụ thể di truyền khuếch đại viêm trong não. Nghiên cứu này được thực hiện trên những người bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ nên họ bị viêm não rất cao. Bằng cách giảm viêm não, chúng ta giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các tình trạng thoái hóa thần kinh như Parkinson, mất trí nhớ và Alzheimer. Ngoài ra, khi chúng ta giảm viêm não, chúng ta cảm thấy nhẹ hơn và có thể suy nghĩ sắc nét và nhanh chóng hơn. Điều này giúp tăng cường sự nhạy bén về tinh thần và giúp chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thứ ba, cải thiện mức năng lượng. Một khi chúng ta nhịn ăn, chúng ta tạo ra nhiều năng lượng hơn và ít bị stress oxy hóa hơn. Bởi lẽ chất ketosis khi nhịn ăn sẽ gia tăng mạnh. Đây là một nhiên liệu thực sự sạch hiệu suất cao. Hãy tưởng tượng bạn có một chiếc xe hiệu suất cao như một chiếc xe thể thao mà không chỉ có hiệu suất 35 km một lít xăng mà còn có lượng khí thải carbon rất thấp. Đây là những gì mà ketone đã tạo ra năng lượng tế bào cho cơ thể chúng ta. Ti thể là những gì tạo năng lượng trong mỗi tế bào của cơ thể. Ti thể càng hoạt động tốt trong mỗi tế bào, chúng ta càng tạo ra nhiều năng lượng tế bào. Tình trạng bệnh mãn tính có liên quan đến sự phong phú của ti thể cũ và rối loạn chức năng. Nhịn ăn và ketosis kích thích ti thể, trong đó cơ thể của chúng ta bị phá vỡ các ti thể cũ hơn, rối loạn chức năng hơn và sử dụng các vật liệu để sản xuất ti thể mới. Bằng cách tăng số lượng ti thể khỏe mạnh và hoạt động tốt trong mỗi tế bào, chúng tạo ra một năng lượng tế bào rất lớn. Tất cả là do sự linh hoạt trao đổi chất và hiệu quả năng lượng được cải thiện. Thứ tư, giảm căng thẳng của hệ thống tiêu hóa. Tiêu hóa là một quá trình đòi hỏi rất căng thẳng và năng lượng mà cơ thể chúng ta phải trải qua bất cứ khi nào chúng ta ăn. Khi chúng ta nhịn ăn, chúng ta có thể chuyển hướng năng lượng thường đi vào tiêu hóa bữa ăn của chúng ta theo hướng chữa lành và sửa chữa hệ thống miễn dịch, mô khớp, tế bào não và các vùng khác của cơ thể. Ngoài ra, bằng cách nhịn ăn còn làm giảm căng thẳng cơ học và cho phép nó tự chữa lành và tự sửa chữa. Sử dụng dinh dưỡng, nhịn ăn và chất lỏng là các chiến lược chính để giúp chữa lành tính thấm của ruột hay còn gọi là hội chứng rò rỉ ruột. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy, việc nhịn ăn trong 24 giờ đã tăng cường sản xuất tế bào gốc ruột. Thứ năm, kích thích tế bào tự thực bào. Autophagy là một phần của hệ thống miễn dịch bẩm sinh nơi cơ thể phá vỡ các thành phần của tế bào cũ bị hư hỏng và các tế bào phát triển bất thường để tái chế năng lượng. Đây là một sự làm sạch tế bào thực sự, nơi chúng ta làm sạch tế bào của các máy móc cũ, kém chất lượng để nhường chỗ cho các bào quan mới hơn, hoạt động tốt hơn. Trong đó, cơ thể chuyển hóa ti thể cũ bị hư hỏng để sử dụng các vật liệu và không gian trong tế bào để phát triển các ti thể mới, khỏe mạnh hơn và căng thẳng hơn. Các thành phần tế bào và ti thể hoạt động tốt hơn, chúng ta sẽ hoạt động tốt
tốt hơn. Điều này có nghĩa là hiệu suất cao hơn và khả năng phục hồi tốt hơn đối với căng thẳng, lão hóa và sự phát triển của bệnh mãn tính. Thực hành lối sống nhịn ăn là cách số 1 để tạo ra lượng tự kỷ thích hợp trong cơ thể chúng ta. Thứ 6. Cải thiện cơ chế sửa chữa di truyền. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những tế bào có tuổi thọ cao hơn trong khoảng thời gian khan hiếm thực phẩm và nạn đói, nhịn ăn giúp tăng cường trẻ hóa tế bào bằng cách tác động lên một số cơ chế sửa chữa di truyền. Chúng tôi sử dụng ít năng lượng để sửa chữa một tế bào hơn là phân chia và tạo ra các tế bào mới. Hormone chính chịu trách nhiệm cho cơ chế sửa chữa được cải thiện này là hormone tăng trưởng của con người HGH tăng lên đáng kể khi chiều dài của việc nhịn ăn. Trên thực tế, một nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Intermezzo cho thấy những người đàn ông nhịn ăn trong 24 giờ đã tăng 200 phần nghìn HGH từ đường cơ sở và phụ nữ tăng 1.300% so với đường cơ sở sau khi nhịn ăn trong 24 giờ. HGH giúp cải thiện sự chữa lành tế bào và kích thích đốt cháy chất béo, phát triển cơ bắp và xương và giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch theo cách giảm viêm. HGH cũng đã được tìm thấy để cải thiện chất lượng mô collagen ở khớp, da và móng tay của chúng ta. Nhiều người tin rằng HGH là một loại huyết thanh chống lão hóa trong cơ thể chúng ta. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc của lối sống nhịn ăn, chúng ta có thể tăng cường HGH một cách thường xuyên để cải thiện ngoại hình và cấu trúc cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Thứ 7. Kích thích tế bào gốc. Ăn chay đã được chứng minh là làm tăng hoạt động của tế bào gốc, mang lại cho cơ thể chúng ta những tế bào rất trẻ có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Nhiều người tiêm tế bào gốc để giúp sửa chữa các khớp bị hư hỏng. Ăn chay là một cách để kích thích bên trong các tế bào gốc này để sửa chữa các khu vực bị hư hỏng trên cơ thể chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhịn ăn kéo dài 48 giờ đến 120 giờ làm giảm tín hiệu tăng trưởng và kích hoạt các con đường giúp tăng cường sức đề kháng của tế bào đối với độc tố và căng thẳng ở chuột và con người. Cụ thể, nhịn ăn đã được thể hiện trong một số nghiên cứu để ngăn chặn tác dụng phụ ức chế miễn dịch của hóa trị liệu thông qua sự gia tăng các tế bào gốc tạo máu. Ngắn hơn, nhịn ăn không liên tục giành được tăng sản xuất tế bào gốc theo cách tương tự cho hầu hết cơ thể. Tuy nhiên, một số khu vực nhất định của cơ thể, chẳng hạn như niêm mạc ruột, đã được chứng minh là làm tăng sự phát triển tế bào gốc chỉ trong 24 giờ nhịn ăn. Điều này có nghĩa là khi các tế bào của niêm mạc ruột có tuổi thọ ngắn và hồi phục sau 3 đến 5 ngày. Thứ 8. Cải thiện độ nhạy insulin. Insulin là một loại hormone chịu trách nhiệm đưa đường vào tế bào và kích thích quá trình ly giải đường và tổng hợp chất béo. Những thuật ngữ này có nghĩa là đốt đường cho nhiên liệu và tăng lưu trữ chất béo. Có độ nhạy insulin tốt cũng rất quan trọng để cung cấp chất dinh dưỡng nơi họ cần đến. Ví dụ, insulin giúp đưa magie vào các tế bào của cơ thể, nơi nó là một phần của hơn 300 chức năng. Nếu bạn có độ nhạy insulin kém, bạn sẽ cần siêu bão hòa hệ thống của mình bằng magie để có được lượng phù hợp với các tế bào. Khi bạn đã cải thiện độ nhạy insulin, bạn cần ít chất dinh dưỡng quan trọng hơn vì bạn có hệ thống cung cấp chất dinh dưỡng tốt hơn vào các tế bào. Đây là một lý do tại sao nhu cầu dinh dưỡng thực tế của bạn giảm khi bạn nhịn ăn, một thành phần hiệu quả năng lượng được cải thiện mà bạn có được trong lối sống nhịn ăn. Thứ 9. Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Tất cả các bệnh mãn tính là bệnh được đặc trưng bởi bệnh viêm mãn tính. Nhịn ăn là chiến lược dinh dưỡng mạnh mẽ nhất để giảm viêm trong cơ thể. Khi chúng ta giảm mức độ viêm, chúng ta ảnh hưởng đến gen của mình để thể hiện sức khỏe tốt hơn cho tất cả các hệ thống, mô và tế bào của cơ thể. Làm như vậy, chúng ta sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh mãn tính và cải thiện tình trạng của một người đã đối phó với bệnh mãn tính. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có thể thấy rằng không phải cứ ăn nhiều, ăn đủ bữa mới tốt cho sức khỏe, mà việc nhịn ăn đôi lúc cũng sẽ mang lại cho bạn vô vàn lợi ích bất ngờ. Tuy nhiên, nhịn ăn như thế nào là đúng cách? Và liệu rằng tất cả mọi người có thể nhịn ăn được hay không? Trong phần tiếp theo của video, Sống Vui xin được chia sẻ phương pháp nhịn ăn gián đoạn từ lời khuyên của các chuyên gia. Hãy tiếp tục theo dõi quý vị nhé! Thứ nhất, 3 chế độ nhịn ăn gián đoạn phổ biến nhất được nhiều người ưa chuộng. Chế độ ăn 16-8. Theo cách này, bạn có thể bỏ qua bữa sáng và hạn chế ăn uống, ăn ít trong 8 giờ, sau đó nhịn ăn trong 16 giờ. Chế độ nhịn ăn 24 giờ. Phương pháp này đòi hỏi phải nhịn ăn 24 giờ, 1 đến 2 ngày mỗi tuần, không nhất thiết phải là 2 ngày liền nhau. Chế độ ăn 5-2. Theo cách này, bạn chỉ ăn từ 500 đến 600 calo trong 2 ngày, không liên tục trong 2 tuần. Trong 5 ngày khác, bạn ăn bình thường. Thứ hai, một số lưu ý khi nhịn ăn. Mặc dù phương pháp nhịn ăn không liên tục được đánh giá rất tốt, tuy nhiên không áp dụng nhịn ăn cho những người suy kiệt, suy dinh dưỡng, thiếu máu, ung thư tiến triển, lao S, người mắc bệnh tiểu đường type 1, người phụ nhóm phụ thuộc insulin, bệnh gan, tim, thận nặng, hạ đường huyết, những trường hợp mắc bệnh cấp tính không được áp dụng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Nên thực hành nhịn ăn một cách tăng dần, tránh đột ngột bất ngờ, lúc đầu có thể chỉ ăn hoa quả và uống sữa, sau đó chỉ cần ăn hoa quả và nước uống, sau đó chỉ là nước và cuối cùng là không dùng gì cả.
Người ốm hoặc yếu có thể thực hiện nhịn từ bữa trưa cho đến tận sáng hôm sau, hoặc có thể uống nước hoa quả, sữa hoặc súp rau xanh. Chú ý lắng nghe cơ thể mình, nếu thấy bất cứ một dấu hiệu nặng nề nào phải ngừng nhịn ăn và tiến hành khám bệnh ở các cơ sở y tế có đủ tư cách pháp nhân. Khi ngừng nhịn ăn, chú ý ăn lại từ từ theo nguyên tắc từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc, từ dễ tiêu đến khó tiêu trong thời gian nhất định theo hướng dẫn của các thầy thuốc và chuyên gia dinh dưỡng. Nên thực hiện theo nguyên tắc tam nhân chế nghi của y học cổ truyền là nhân nhân chế nghi, tùy người mà dùng, nhân địa chế nghi, tùy nơi mà dùng và nhân thời chế nghi, tùy lúc mà dùng. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng điểm lại 9 lợi ích tuyệt vời từ việc nhịn ăn. Thứ nhất, kích thích đốt cháy chất béo. Thứ hai, giảm viêm hiệu quả. Thứ ba, cải thiện mức năng lượng. Thứ tư, giảm căng thẳng của hệ thống tiêu hóa. Thứ năm, kích thích tế bào tự thực bào. Thứ sáu, cải thiện cơ chế sửa chữa di truyền. Thứ bảy, kích thích tế bào gốc. Thứ tám, cải thiện độ nhạy cảm của insulin. Thứ chín, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Và để có được những lợi ích này, bạn cần thực hiện một trong những phương pháp sau. Chế độ ăn 16/8. Theo cách này, bạn sẽ bỏ qua bữa sáng và hạn chế ăn uống trong 8 giờ, sau đó nhịn ăn trong 16 giờ. Chế độ nhịn ăn 24 giờ. Phương pháp này đòi hỏi bạn phải nhịn ăn từ 24 giờ, từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần, không nhất thiết là phải 2 ngày liền nhau. Chế độ ăn 5/2. Theo cách này, bạn chỉ cần ăn từ 500 đến 600 calo trong vòng 2 ngày không liên tục trong tuần. Trong 5 ngày khác, bạn ăn bình thường. Chúc quý vị và các bạn áp dụng thành công. Sống ăn vui, sống khỏe, sống vui.